Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà của bếp sẽ chia sẻ đến với các bạn bánh cam nhân đậu xanh và dừa. Các bạn có thể tìm thấy tất cả nguyên liệu và số lượng được viết trong phần ghi chú phía dưới của video. Nếu các bạn xem bằng máy tính thì bấm vào chữ show more, còn các bạn coi bằng iPhone hay iPad thì bấm vào cái mũi tên nhỏ nằm ngay góc phải phía dưới của video. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Bước thứ nhất là chuẩn bị cho phần đậu xanh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu đậu xanh không cần ngâm sẵn. Các bạn cần khoảng 800ml nước và nấu cho sôi. 1 cup cộng 2 muỗng canh đậu xanh cà là bằng 240g đậu. Nếu các bạn không thích ăn nhiều nhân thì có thể dùng 1 cup thôi. Bây giờ đem đậu đi vo cho sạch và để cho ráo. Cho đậu đã vo sạch vào trong nước sôi. Nấu lửa cao trung bình khoảng từ 10 đến 13 phút, không đậy nắp. Lúc này là đậu đã nửa chín. Các bạn nên chắc hết nước ra giống như là mình nấu cơm vậy đó. Và cho đậu trở lại nồi. Cho vào 240ml nước sôi. Đậy nắp lại và nấu lửa thấp. Khoảng 10 phút là đậu sẽ chín. Sau 10 phút là đậu đã chín. Bước tiếp theo là mình phải xên đậu. Cho vào đậu là 85g đường, 2g muối, 1 ống vani nhỏ và 75g dừa sấy khô có đường. Tán cho đều. Rồi các bạn cho vào 22g dầu ăn. Xên đậu lửa cao trung bình cho đến khi đậu dẻo lại. Và thời gian xên có thể từ 7 đến 10 phút. Công đoạn nấu đậu và vo nhân các bạn có thể chuẩn bị trước từ 1 đến 2 ngày. Sau đó cho nhân đậu vào tủ lạnh. Khi nào các bạn muốn làm bánh thì lấy ra là đã có sẵn nhân rồi. Bây giờ sẽ cho đậu ra tô. Và các bạn nên để cho đậu nguội từ 10 đến 15 phút. Trong lúc đó thì mình sẽ đi nhồi bột. Các bạn nên theo dõi cách làm bột cho kỹ nha và xin đừng thay đổi nguyên liệu. Công thức mình dùng là khoai tây hấp chín, là 150g cho vào 215g đường, 5g muối, 1 ống vani nhỏ, tán cho khoai nhuyễn và cùng lúc đó thì đường cũng sẽ tan. Khoai tây làm cho bánh xốp ngon và không bị nổ trong lúc chiên. Cho vào 33g dầu ăn và 125ml nước sôi. Khuấy cho đều và 240ml nước ở nhiệt độ phòng. Nhưng các bạn đừng đổ vào hết nha, tùy bột khô. Nếu bột cũ thì sẽ hút nước nhiều hơn là bột mới. Mình còn lại đây là khoảng 1 muỗng canh rưỡi nước. Để qua một bên và chuẩn bị cho bột vào thau để trộn. Một gói bột nếp, 25g bột bắp,
và 45g bột gạo, khoảng 8g bột nổi. Các bạn nhớ trộn cho phần bột khô cho thật đều. Trộn bột ở mức thấp nhất. Thời gian trộn rất là nhanh, khoảng 2 phút là bột đã xong. Từ từ các bạn đổ hỗn hợp nước vào. Trộn khoảng 30 giây thôi. Thì các bạn đảo phần bột khô ở phía dưới lên. Và trộn thêm 30 giây nữa. Rồi kiểm tra độ dẻo của bột. Bột mềm dẻo không dính tay là bột đạt. Nhồi bột thêm 1 phút nữa là xong. Nếu bột bị khô thì các bạn có thể cho thêm một tí xíu nước. Bây giờ cho bột ra bàn nhồi sơ lại tí xíu. Bột mịn dẻo rất ngon. Vo bột lại cho tròn, rồi đậy bột lại cho bột nghỉ 1 giờ. Lúc này là nhân đậu đã nguội bớt. Các bạn chia nhân ra làm 32 phần đều nhau. Vo tròn. Khi nhân đậu đã được vo tròn thì các bạn nên cho đậu vào tủ lạnh khoảng chừng 15 đến 30 phút cho đậu cứng lại, thì khi mình vo bánh nó sẽ dễ hơn. Sau 1 giờ thì các bạn chia bột ra làm 2 phần đều nhau. Món bánh này hơi mất công một chút, nhưng nếu cả nhà cùng chung nhau làm thì sẽ rất nhanh mà lại vui, bánh rất ngon. Mình bảo đảm bạn và gia đình sẽ rất thích. Vo bột cho tròn dài đều. Và chia bột ra làm 32 phần đều nhau. Các bạn có thể đậy bột lại và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vo bánh. Vo bột lại và ấn dẹp bột xuống. Cho nhân vào giữa. Úp bột xuống rồi ép bột cho dính sát vào nhân. Và túm lại cho chặt, rồi vo tròn. Các bạn cứ tiếp tục làm cho đến hết bột. Mình thực hành rất là chậm cho các bạn tiện theo dõi. Sau khi các bạn đã vo hết bánh thì chúng ta sẽ xịt nước lên bánh. Xịt ít nước thôi cho bột ẩm ẩm là được. Rồi lăn bánh qua mè. Vo tròn lại cho chặt. Và các bạn cần khoảng 120g mè trắng.
Sau khi vo tròn thì để sang một bên và các bạn cứ tiếp tục vo cho đến hết bột. Ok, bây giờ là đến công đoạn chiên bánh nè. Dầu nóng lắm các bạn phải cẩn thận cho bánh vào và nhớ khi chiên là phải lăn bánh liên tục, không được để bánh đứng yên một chỗ vì như vậy bánh sẽ dính đáy nồi và bị cháy. Nhiệt độ dầu chiên phải nóng từ 180 độ C cho đến 190 độ C. Chiên đến khi bánh vàng đều thì mất khoảng 10 đến 12 phút. Khi bánh vàng đều thì các bạn lấy bánh ra và cho lên khay có lót giấy thấm dầu. Công thức bánh cam này rất xốp, nở to và bên ngoài mè giòn tan nhưng bên trong bột vẫn dẻo mềm. Bánh có độ ngọt vừa phải, bánh béo thơm ngon, mình bảo đảm các bạn và gia đình sẽ rất thích. Hy vọng các bạn sẽ làm thử món bánh cam này. Để mình cắt bánh ra cho các bạn coi. Bánh vỏ mỏng ngon lắm. Bánh rất là giòn. Bánh ngon không các bạn? Nhân bánh mềm dẻo không bị khô. Các bạn nên làm thử nha. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ viết xuống trong phần comment. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm. Các bạn có thể ủng hộ tinh thần cho bếp bằng cách bấm like và chia sẻ công thức cách làm bánh này đến với bạn bè và gia đình. Thì mình sẽ rất là đa tạ. Các bạn đừng quên đăng ký chương trình nha. Để khi nào mình có video mới thì chương trình sẽ thông báo với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mến chúc các bạn một ngày hạnh phúc.